Người khai dựng quốc sử Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu không chỉ là bảng nhãn đầu tiên mà ông còn là nhà sử học lỗi lạc đầu tiên của đất nước, nhà giáo, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa lớn, một con người mẫu mực ở thế kỷ 13, thế kỷ 14. Ông đã để lại cho hậu thế những di sản quý báu, đóng góp to lớn của ông vào kho văn hóa sử học dân tộc. Đó là Bộ Đại Việt Sử Ký, góp phần làm rực rỡ nền văn hiến nước Nam ta. Lê Văn Hưu sinh năm 1230, mất năm 1322, thọ 93 tuổi, quê quán Giáp Thần Hậu, nay là làng Phủ Lý Nam, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Phụ thân của ông là Lê Văn Minh, cháu đời thứ 6, trấn quốc bộ xạ Lê Hương. Mẫu thân của ông là con gái cụ Đỗ Tất Bình, một người từng theo nho học tinh tường phong thủy địa lý ở thôn Phúc Chữ, nay là làng Phủ Lý Trung, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Vào năm Đinh Mùi 1247, Lê Văn Hưu đi thi và đỗ bằng nhãn. Đây là khoa thi đầu tiên ở Việt Nam có đặt tam khôi. Ông đỗ bằng nhãn kỳ thi này khi mới 17 tuổi. Lê Văn Hưu trở thành vị tiến sĩ đầu tiên của xứ Thanh, người mở đầu con đường khoa cử thi nho học, đáp ứng tài năng tuyển chọn quan chức của triều đình. Lê Văn Hưu là tiến sĩ đầu tiên của Bối Lý, làm rạng danh gia đình và quê hương. Ông được vua Trần Thái Tông chọn làm thầy học của các hoàng tử, được thầy Hưu dạy bảo kinh sách. Các hoàng tử đều thành những người có học vấn sâu sắc, là trụ cột của triều đình sau này. Trần Hoảng, tức Trần Thánh Tông, 1258 đến 1278, sau kế vị ngôi vua là một hoàng đế anh minh nhờ có bút pháp của Lê Văn Hưu. Chiêu Minh Vương, tức Trần Quang Khải, sau khi trở thành quan thái sư đứng đầu bách quan, văn võ toàn tài, đức độ nhân nghĩa. Trần Nhật Duật trở thành nhà ngoại giao kiệt xuất. Trần Ích Tắc mở trường dạy học ở phủ đệ tại thành Thăng Long, đào tạo nho sĩ bốn phương, tất cả đều do một tay ông đồ sử rèn giũa mà nên. Lê Văn Hưu đã đóng góp to lớn đối với nền văn hóa nước nhà nói chung và đóng góp to lớn cho nền sử học Việt Nam ta nói riêng. Ông là người mở đầu biên soạn quốc sử chính thống. Lê Văn Hưu được vua Trần Thái Tông điều sang làm Hàn Lâm viện học sĩ, kiêm quốc sử viện gián tu. Thực hiện mệnh lệnh của nhà vua, ông đã thu thập tất cả sách sử ghi chép ít ỏi sơ sài của nhà Lý và cùng thời để biên soạn lại và viết thêm rất nhiều, trở thành bộ sử nước đầu tiên và có tên gọi Đại Việt Sử Ký. Bộ Đại Việt Sử Ký gồm 30 quyển, hoàn thành vào năm 1272 sau khi cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất kết thúc được 14 năm. Đại Việt Sử Ký ghi lại những việc quan trọng chủ yếu trong một thời gian lịch sử dài gần 15 thế kỷ, từ Triệu Đà 207 đến 136 trước Công Nguyên cho tới Lý Chiêu Hoàng 1224-1225. 30 cuốn bộ sử nước được vua ban chiếu xuống ngợi khen. Lê Văn Hưu là một nhà sử học kiệt xuất của dân tộc, nhà quân sự lớn, nhà chính trị tài ba, nhà giáo mẫu mực. Ông còn đảm nhận nhiều trọng trách trong triều đình thời Trần. Quá trình công tác, ông được đề đạt nhiều công việc và chức vụ như sau: đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ nhị danh Hàn Lâm viện thị độc, trưởng sử quan tu Đại Việt Sử Ký, binh bộ thượng thư, tước nhân nguyên hầu Lê Tướng Công. Theo các tài liệu Hán Nôm trong cuốn Nho Thần Di Cảo thì Lê Văn Hưu còn là nhà địa lý, nhà phong thủy đại tài, ông uyên thâm và được người đời ca tụng. Qua đó cho thấy Lê Văn Hưu đã góp phần của mình làm cho non sông đất nước rạng ngời và tươi đẹp, ghi dấu trong tất cả mọi nơi trên thế gian yêu quý sử học và đặc biệt là ghi dấu trong lòng nhân dân đất Việt ta ngàn năm.